anh em đi hỏi đi. Chỉ bên nội nhà. Đi bộ không? Hỏi luôn đi, hỏi xong rồi đi bây giờ. Hỏi luôn đi, anh sợ dây mạng đây bão bức ở đây có bão không? Có bão ở. Thế á? Bão đứt cũng dây mạng. Nhá. Hả? Thế cái gì? Quay như thế, mai qua mấy kiếp các thứ, mai qua nhỏ nào cần thì em cũng mượn nhá, đi quay nhá. Được không? Ừ, được. Nhưng mà đấy thì trích ra được kiểu gì nhỉ? Được nhỉ? Ừ nhỉ, trích ra kiểu đéo gì? Em vào máy tính anh mà nào? Nhìn chú biết nào máy tính không? Anh rảnh thì lại em lại chỉ đơn giản thôi. Nếu mà rảnh nhá, thường thường anh sẽ rảnh vào chiều anh sẽ đi quay thì anh sẽ rảnh. Tức là lúc nào chú phân bổ thời gian đi, sáng thường thường anh sẽ làm và chiều anh sẽ đi quay. Anh có sẽ có giờ của anh nên chiều chú rảnh thì chú làm. Mà nếu không máy tính nhỉ, giờ máy tính kia hỏng cũ rồi. Của em nó chỉ làm đơn giản thôi, của em cũng chắc em chỉ sửa ghép tí mà. Cái... nhưng mà cái máy nhưng mà cái máy quay đấy nó đẻ lắm đấy, anh nói trước nhá. Nó chỉ... nó không bằng điện thoại đấy luôn à? Nó không bằng điện thoại luôn à. Đấy cho nên anh cũng nói trước như thế, mà khi nào bởi chất lượng xấu thì em không biết đâu. Lên đây không bao giờ bằng điện thoại, vì sao? Vì cái đấy quay từ 5 năm trước rồi. 5 năm trước là thời của iPhone gì em biết đâu? iPhone 5 iPhone 4. Đấy thì em phải hiểu nó là như thế. Okay. Là thời của iPhone 5. Edit video không em nhá, đang trên em. Ừ. Cố làm cho nó. Thì bây giờ đấy thì hôm nay chú không quay, chú anh quay cho phần của chú nên là bây giờ khả năng ngày mai khi nào có thể nhớ thì anh quay bằng hai máy thì nó nhanh. Đấy tính ra hôm nay anh phải quay mất bao tiếng nhỉ? 5 tiếng. 5 tiếng đấy. Mà có phải lúc nào cũng quay được 5 tiếng đâu. Phải ngồi sửa mạng, phải ngồi cùng nó, quên cũng đéo quay.